Thằng khốn kìa, bỏ qua tao ra. Ôi, mình đi 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 bỏ ra. Linh, Linh. Chuyện gì thế này? Anh là ai? Tại sao lại đánh tôi? Cô, Dương. Dương, tại sao em lại ở đây? Hai người quen biết nhau à? Tại sao tôi lại ở đây? Này, cô ta không phải là vợ của tôi. Đây là vợ của tôi. Cái gì? Là vợ của anh á? Dương, anh hỏi em tại sao em lại ở đây? Phải là ở cùng một tên khác kia kia. Em không biết. Em không biết nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng tôi nhận được thông tin là vợ tôi ngoại tình, cuối cùng lại biến thành vợ anh là như nào? Anh đang hy vọng vợ mình ngoại tình lắm sao? Còn tôi thì lại chỉ mong rằng vợ của tôi không phải như thế thôi. Thế anh không cảm thấy là chuyện này có một cái gì đấy rất là không ổn à? Mà thú thật với anh là tôi cũng muốn ly hôn với vợ tôi lắm rồi đấy. Cô ấy quả thật là rất quá đáng. Người không muốn thấy thì lại nhìn thấy, còn người mà muốn thấy thì lại không thấy. Ông trời thật sự rất biết cách trêu đùa người khác. Đôi khi ấy, mọi chuyện cũng không hẳn là xấu đâu. Mà anh cũng không thấy là chuyện này có một cái gì rất kỳ lạ. Phải chăng là có hiểu lầm gì đó ở đây? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang rất muốn đi tìm hiểu rõ chuyện này. Nhưng mà từ khi phát hiện cái chuyện vào nhà nghỉ, cô ấy cũng không về nhà nữa. Và tôi không thể nào liên lạc được cho cô ấy. À mà này, anh bảo là có người báo tin cho anh là vợ anh ngoại tình với trai lạ. Thế người đàn ông ấy là ai? Cái lúc đầu ấy thì tôi, vợ chồng tôi vẫn bình thường. Cho đến một ngày nha, là tôi thấy cô ấy suốt ngày chăm chú vào điện thoại, nhắn tin xong rồi cười cười nói với một ai đấy rất là bí ẩn. Sau đó một hôm tình cờ là tôi bị quên ví ở nhà ấy, xong rồi tôi về lấy. Thế là thấy cô ấy đang gọi điện FaceTime nói chuyện với ai đấy rất là tình cảm luôn. Rồi sao nữa? Còn về cái người đàn ông đấy thì thật sự là tôi cũng không biết. Tôi đã điều tra rất là kỹ rồi nhưng mà thông tin về người đàn ông đấy vô cùng là mập mờ. Sau đó thì tôi đã lén cài thiết bị theo dõi và biết được chính xác là ngày hôm nay cô ấy sẽ đi ngoại tình. À, hóa ra là anh cài định vị vào máy tôi. Nhưng mà ông trời có mắt, khiến cho anh phải thất vọng rồi. Cô đấy đây làm cái gì? Chả phải là lúc nào cô cũng chê bai tôi, cái nghề nhặt rác của tôi là hèn hạ à? Đúng rồi đấy. Thì ra là hôm nay anh cũng tự biết thân biết phận của mình rồi đấy à? Nhưng mà hôm nay tôi đến đây để xem có người định bắt một rổ cá lớn nhưng mà lại úp nhầm tôm. Cô, hóa ra là cô đã biết toàn bộ chuyện này à? Nhưng mà tôi thắc mắc ấy, tại sao lúc tôi với cả Toàn xông vào ấy, cái người nằm đấy lại không phải là cô? Tôi ở đâu không quan trọng, quan trọng là kế hoạch của hai người thất bại, hai người phá sản, thế thôi. Thì ra là cô đã sớm biết cái chuyện tôi theo dõi cô nên là tương kế tiểu kế đúng không? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi đâu có như thế. Đấy chỉ là do anh tự suy nghĩ ra mà thôi. Cô đúng là đồ đàn bà máu độc. Hai người im hết đi. Dương, Dương ơi, em có ở nhà không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Gửi anh thư từ biệt. Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Anh hãy xem như em là người có lỗi. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau thì hơn. Chuyện gì thế này? Tại sao mình cảm giác như tất cả mọi chuyện đã rối tung hết lên đấy nhỉ? Ơi. Ô, chủ tịch, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi à? Nhưng mà hôm nay anh không đi quen Giang nữa. Tôi không có tâm trạng. Chuyện gì tôi cũng chẳng muốn làm. À, em biết là chủ tịch đang buồn phiền về cái chuyện gì rồi. Cậu có phép thần thông à? Không, em làm gì coi đấy. Nhưng mà ấy, cái tin của chủ tịch nó tràn lan khắp ở trên cái mạng xã hội rồi. Hai công nhân vệ sinh đi đánh ghen, tưởng là vợ người này nhưng lại bắt gặp được vợ người kia. Cậu nói vậy là sao?
Sao mọi người biết cái tin này? Đây 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 đây, nói có sách mách có chứng. Chủ tịch xem. Đấy, thấy chưa? Đấy đấy, ở dưới phần bình luận nha, toàn là lăng mạng chửi bới vợ của anh thôi. Nhưng mà rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì đấy? Em này em không tin phu nhân của chủ tịch là người như thế đâu. Chủ tịch, anh định làm gì đó? Ôi, tôi chết, không biết chủ tịch định làm cái gì nữa. Một, bắt đầu. Dương! Dương! Đừng chạy nữa! Bỏ tôi ra, tất cả đều là người xấu, bỏ tôi ra! Dương! Nói cho anh nghe đi. Thật sự đã có chuyện gì với em vậy? Ngày hôm qua em không về nhà, rồi em để lại cái lời nhắn đó. Thật sự anh đã rất lo cho em đấy. Anh bỏ em ra đi. Em không xứng để anh quan tâm như vậy đâu. Em nói như vậy là sao? Thế chẳng lẽ hôm qua em và người đàn ông đó đã có chuyện gì với nhau à? Em không biết. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Có thể là em đã ngoại tình. Cái gì? Em nói cái gì? Thế bây giờ em ngoại tình hay không mà em còn không biết sao? Em không biết. Anh đừng gặp em nữa. Em cần thời gian để bình tâm. Hiện tại em không muốn gặp ai cả. Dương! Chị, cà phê của chị này. Em cứ để đó đi. Giờ chị cũng chẳng có tâm trạng mà uống nữa. Dạo này em thấy tinh thần của chị suy sụp mệt mỏi. Chị có chuyện gì buồn đấy à? Đúng là có chuyện thật, nhưng mà chị cũng chưa rõ nữa. Thôi, em không cần phải quan tâm đâu. Sao em lại không quan tâm được chứ? Chị là chủ của cái quán này. Chị mà có chuyện gì, ai trả lương cho nhân viên bọn em chứ? Là chủ thì sao chứ? Là chủ thì cũng chẳng tránh được những lúc bi hài. Thôi, mà bây giờ chị đang muốn yên tĩnh. Em cứ đi làm việc tiếp đi. Không được, bây giờ chị muốn đuổi em đi thì chị cũng phải uống hết cái cốc cà phê này đi. Em đã mất công pha cho chị, em cho thêm cả sữa vào để cho chị tẩm bổ đấy. Chị uống đi. Thôi được rồi, chị uống là được chứ gì. Vậy được chưa? Được rồi ạ. À, bây giờ ấy, quán cũng đang chẳng có khách, hay là để em đứng bóp cho chị nhá. Này, mà tự nhiên chị thấy buồn ngủ quá. Thế thì chị cứ đi vào ngủ đi, em ở đây em trông quán cho. Thôi được rồi, để chị vào trong nằm nghỉ một tí. Chị giao lại quán cho em trông nhá. Dạ. Anh, hôm nay anh đến đây để uống cà phê hay là trà sữa đấy ạ? Không, tôi đến tìm vợ tôi. Dương có ở trong đó không? À, chị chủ có ở trong quán ạ, nhưng mà chị ấy ngủ vẫn chưa dậy. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi, sao tự nhiên lại ngủ giờ này? Nói cho anh một bí mật nhá. Tối hôm qua chị Dương, chị đi chơi với cả trai lạ đấy. Cho nên sáng nay mới ngủ như thế. Thật như vậy sao? Đương nhiên là thật rồi ạ. Em nói dối anh để làm cái gì? Chị Dương ngày nào cũng đi chơi với trai lạ. Em hỏi là tại sao chị không về nhà, chị lại bảo là vì anh đi công tác chưa về, cho nên là chị mới đi như thế đấy. Đúng vậy. Lần này tôi bận đi công tác, tôi cũng chỉ mới về cách đây 2 ngày thôi. Thì chắc là tại anh đi công tác, chị Dương ở nhà thấy trống vắng quá nên là mới đi chơi với trai như thế chứ. Với cả làm việc cật lực cả đêm rồi, sáng ra buồn ngủ là phải. Ôi, chết, em lỡ mồm. Anh đừng để ý nhá. Mà nếu anh có gặp chị Dương thì anh đừng có nói chuyện này cho chị Dương biết. Nếu không chị Dương đuổi việc em mất. Nếu như cô sợ bị đuổi việc và sợ tôi nói với Dương, thì tại sao cô lại kể với tôi chuyện này? Thì cũng tại vì em thấy như thế là không đúng với lại là luân thường đạo lý, cho nên là em mới nói thôi. Em không muốn tự nhiên anh mọc 2 cái sừng ở trên đầu đâu. Thế vậy tính ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng.
Em chỉ là nhất thời động đến lòng chắc ẩn thôi. Với cả chị Dương, mấy lần cũng đã từng nói với em, chị ấy chán chồng đến tận cổ rồi đấy. Ôi chết rồi, em đã lỡ mồm tiếp rồi. Anh cứ coi như là chưa từng nghe thấy em nói gì nhá. Em đi làm việc tiếp đây ạ. Chủ tịch, chủ tịch ơi, anh có ổn không ạ? Không ấy để em đưa anh về nhá. Không sao, tôi vẫn tự về được. Quá thì bây giờ anh đứng còn chả vững thì làm sao mà tự về được ạ? Tôi đã bảo không cần cậu lâu rồi. Ôi. Chủ tịch ơi. Toàn, sao mấy ngày hôm nay cậu đi đâu mà tôi không thấy tăm hơi gì hết vậy? Này, anh đang nói chuyện với chủ tịch của chúng tôi đấy à? Anh có quen với anh Toàn à? Cái gì cơ? Đây mà là chủ tịch á? Thôi. Mà anh làm quét rác đúng không? Thế thì anh không biết chủ tịch chúng tôi là đúng rồi. Ui, chủ tịch. Này, để em gọi xe cho anh về nhá. Để em gọi xe. Thôi, cậu đi về trước đi. Tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút. Về đi. Vâng, thế thì bây giờ em về trước. Nhưng mà có gì anh về thì anh phải gọi xe đi cẩn thận nhá. Thì có gì không phải gọi em ấy nhá. Về đi. Thực ra tôi cũng không ngờ anh lại là một chủ tịch giàu có như thế đấy. Nhưng mà tôi hỏi ý không phải ấy, tại sao anh lại phải giả vờ làm công nhân quét rác để làm cái gì? Tôi muốn làm như vậy là để trải nghiệm cuộc sống của công nhân cho anh mà thôi. Nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng tôi lại phát hiện ra cái chuyện động trời như thế. Thì ra là như vậy. Thế nhưng mà tôi vẫn đang không hiểu là tại sao một chủ tịch giàu có, đẹp trai, tài giỏi như anh mà vẫn đi vợ cắm sừng là sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những cái chuyện đó. Bây giờ cô ấy cũng tránh mặt tôi. Tôi chẳng thể nào mà hiểu được. Đúng là cuộc sống này, có giàu có hay là nghèo khổ như tôi đi chăng nữa thì vẫn bị cắm sừng như thường ấy. Mà tự nhiên anh nói tôi cũng thấy nghi ngờ với cô vợ của tôi. Không chắc là cô ấy có tốt đẹp gì không, nhưng mà tôi chắc chắn một điều ấy, là cô ấy có điều gì đấy giấu tôi. Hình như cô vợ cậu là cô Thư gì đó, đang làm nhân viên ở quán cà phê của vợ tôi thì phải. Trùng hợp thế á? Hôm nay tôi đã đến tìm rồi, nhưng mà không gặp được cô ấy. Chỉ có vợ anh là ra chào tôi và nói mấy câu không hay cho lắm thôi. Không đúng, tôi thấy chuyện này kỳ lạ quá. Tôi phải về nhà để điều tra thêm mới được. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, bây giờ gấp lắm rồi, tôi phải về nhà cái đã. Nói chuyện anh sau nhá. Dạ alo, con nghe đây mẹ. Hôm nay mẹ đã tình cờ thấy được video của con Dương nó vào nhà nghỉ cùng người đàn ông lạ mặt. Chuyện đó dạ, có thật không? Chuyện này là có thật, nhưng mà không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Con nói thật đi, nếu con bao che cho nó thì mẹ cũng có cách tìm ra sự thật. Dạ, thực sự là chuyện có là như vậy mẹ ạ. Nhưng mà con chắc là sự thật không phải như mẹ nghĩ đâu. Sự thật đã rành mà con còn nói giúp cho nó hay sao? Mẹ không muốn nói nhiều, con mau ly hôn ngay lập tức cho mẹ. Mẹ, từ trước đến giờ con chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Dương. Mẹ cứ chờ con một thời gian nhé, nhất định con sẽ tìm cách rồi sẽ chứng minh là cô ấy trong sạch mẹ ạ. Được, mẹ cho con thời gian. Nếu sự thật vẫn là thế thì mẹ đích thân đến nhà bắt nó ly hôn. Dạ vâng, con chào mẹ ạ. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Bây giờ tới lượt mình phải hành động rồi. Anh Toàn. Chị Dương à, em đây. Chị dậy chưa? Em mang thức ăn lên cho chị này. Bây giờ chị vẫn mệt, em cứ ở ngoài đó đi,
rồi lát nữa chị ăn. Vâng, thêm để ở bàn ngoài này nhá. Tí nữa chị dậy thì nhớ phải ăn đấy. Đừng cho cô ta biết là anh ở đây. Ai người cái gì mà dại thế ạ? À, thằng này đấy. Anh đến đây làm gì? Mà tại sao anh lại mang anh ta đến đây chứ? Thế mà tôi cứ tưởng là hai người không quen biết gì nhau. Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận rồi à? Đâu, tôi có quen biết gì anh ta đâu. Hôm nay mới là lần gặp đầu tiên của tôi với anh ta cơ mà. Cô ta nói có thật không? Nếu như mà anh nói ra sự thật đấy, thì tôi sẽ không kiện anh cái tội ngoại tình với người khác, làm phá hoại không gia đình. Tôi có biết cô ta. Tôi với cả cô ta đã lén lút qua lại với nhau được 3 tháng rồi. Này, anh đừng có mà nói linh tinh đấy nhá. Không, tôi không nói linh tinh đâu. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi biết cô ta làm nhân viên ở quán cà phê này. Còn biết cả số điện thoại cô ấy nữa. Tôi có thể đọc từng số và đọc được cả tên các trang mạng xã hội của cô ta nữa. Cô thấy chưa? Nếu như mà cô không quen biết gì anh ta ấy, tại sao anh ta lại biết rõ về cô như vậy? Không, không thể nào. Bây giờ không phải là đang hot cái vụ gì mà bị lộ thông tin cá nhân à? Tôi đã nói là tôi không quen anh ta được mà. Tôi biết ngay là kiểu gì cô cũng sẽ chối bay chối biến mà. Thế nên là đã chuẩn bị sẵn sàng các bằng chứng rồi. Cô kiểm tra điện thoại của mình đi. Ở trong đấy là hình ảnh chụp lại lịch sử cuộc nói chuyện của cô với anh ta. Và cả những hình ảnh nhạy cảm hai người qua lại với nhau nữa. Không, không thể nào. Rõ ràng là... Rõ ràng là gì? Rõ ràng là tôi đã cẩn thận thu hồi tất cả tin nhắn rồi cơ mà. Sao lại có thể? Cô thấy không? Đấy là vừa chính mồm cô tự nói ra đấy nhá. Tôi không biết gì hết. Chuyện này các người bịa chuyện ra đúng không? Thôi đủ rồi. Nhờ chủ tịch Toàn giải thích giúp tôi. Thật ra mấy cái tin nhắn đó đã bị cô thu hồi. Và cô đã làm cách gì đó khiến những người khác không thể khôi phục lại được. Và cô đang nghĩ rằng cô làm như vậy rồi thì không một ai có thể điều tra được đúng không? Mấy tin nhắn mà cô vừa xem ấy là tôi nhắn riêng cho cô. Và tôi đã tạo một nick khác, lấy ảnh và đại diện là ảnh của cô. Và kể lại tin nhắn theo lời kể của anh kia. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cô đã bị mắc bẫy rồi. Vậy hóa ra chuyện này là do các người gái bẫy tôi đấy à? Chuyện cô ngoại tình đâu chỉ có thế đâu. Việc vợ tôi không tỉnh táo, rơi vào trạng thái lú lẫn là rơi vào bẫy của cô. Một tay cô làm nên đúng không? Anh nói cái gì cơ? Tôi không hiểu. Dạ thưa anh, em đã làm theo đúng lời của anh, đem cốc nước mà Linh đã pha cho vợ anh đi xét nghiệm. Kết quả đã có rõ ở trong này rồi. Quả nhiên là cô ta đã dở trò. Cô ta đã cho vào tách cà phê của vợ tôi một chất gì đó, như kiểu là ma túy, khiến cho cô ấy là một tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Anh đã có kế hoạch tiếp theo chưa? Tôi sẽ phải trả lại cho cô ta gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà Dương đã phải chịu đựng. Tôi thật không ngờ đằng sau vẻ hiền lành, nhanh nhẹn, tháo vát của em lại là một con người độc ác đáng sợ đến như vậy. Tôi đâu có muốn đâu. Tôi có muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người cơ mà. Mà tại sao chứ? Chính anh đấy. Anh là người đã phá hỏng tất cả mọi thứ đấy. Ý cô là sao? Còn sao nữa à? Chứ không phải là vì anh bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ con, để đến nỗi tôi cũng phải đi ra ngoài để kiếm một người đàn ông khác à? Cô nói như thế là hoàn toàn sai rồi đấy. Tôi vẫn luôn thường xuyên về nhà thăm hai mẹ con cô. Chẳng qua là vì hoàn cảnh gia đình của mình quá khó khăn, thế nên là tôi phải đi làm ngày làm đêm để lo cho cái gia đình này. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Không phải là anh đã muốn ly hôn tôi từ lâu lắm rồi cơ mà. Anh ly hôn đi. Bây giờ anh có thể ly hôn tôi rồi đấy. Được, ly hôn thì ly hôn. Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Ngay ngày hôm nay tôi sẽ ra tòa được chưa? Đây là chuyện riêng của vợ chồng nhà cô. Tại sao lại liên quan đến Dương? Cô ấy làm gì sai à?
tại sao lại không sai chứ? Trong khi cô ta có tất cả mọi thứ, chồng đẹp trai, tài giỏi, công việc thì ổn định, còn tôi thì sao? Tôi chẳng có cái gì hết. Tại sao cô ta lại không có lỗi chứ? Chính vì như vậy nên là em muốn hãm hại chị sao? Không, lúc đầu tôi đâu có muốn như thế đâu. Nhưng mà vì tôi nghĩ rằng chồng của tôi đã phát hiện được ra tôi ngoại tình, cho nên tôi mới nghĩ cách để cho chị đi vào nhà nghỉ đấy. Cô là cái loại người quá độc ác rồi. Và cô cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiếm cô phải trả giá. Anh dám làm gì tôi? Nhưng tôi đã nói với anh ta rồi, nếu như anh ta khai ra tất cả mọi chuyện, tôi sẽ bỏ qua. Còn cô thì khác, cô đã bỏ thuốc và nước của vợ tôi, khiến cô ấy bây giờ không được tỉnh táo và có nguy cơ bị trầm cảm rất cao. Những hành động đó của cô, tôi sẽ kiện cô ra tòa. Không, anh không thể làm được như vậy với tôi. Đủ rồi đấy, kịch đã hạ màn rồi, đi về nhà đi, cô còn món nợ chưa trả với tôi đâu, đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ em đừng quá lo lắng nhé. Hóa ra tất cả là ảo giác do chất kích thích. Vậy mà em lại còn nghi ngờ chính bản thân mình nữa. Cũng may là có anh đã hiểu. Anh biết em không phải là người như vậy mà. Từ nay về sau có bất cứ chuyện gì em đều phải nói với anh nhé. Hãy để anh làm chỗ dựa lưng và che nắng che mưa cho em. Dạ vâng.